Thưa quý vị, chiều nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phát huy nội lực tăng cường hợp tác quốc tế để đẩy mạnh phát triển ngành HALA Việt Nam. Hội nghị do Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ khoa học và công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng chủ trì tổ chức nhằm tạo chuyển biến thực chất và triển khai hiệu quả đề án, tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành HALA Việt Nam đến năm 2030. nhấn mạnh tiềm năng của thị trường hà lan toàn cầu thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam định hướng phát triển ngành hà lan việt nam trở thành một ngành thế mạnh đưa việt nam trở thành một điểm đến không thể thiếu trong bản đồ hà lan toàn cầu một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng các sản phẩm dịch vụ hà lan trên thế giới Thủ tướng đánh giá Việt Nam có 3 cơ sở quan trọng để phát triển ngành Hà Lan. Thứ nhất, Việt Nam có tình hình chính trị, xã hội ổn định, tiềm lực và quy mô nền kinh tế, dân số ngày càng lớn mạnh, đứng thứ 34 về quy mô kinh tế, thuộc nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại hàng đầu và đang ở giai đoạn dân số vàng với 100 triệu người. Thứ hai, Việt Nam có quan hệ đối ngoại và liên kết kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng, có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia trên thế giới, quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 32 nước, tham gia hơn 70 tổ chức khu vực quốc tế quan trọng và có quan hệ hợp tác tốt đẹp với cộng đồng các quốc gia hồi giáo trên thế giới thứ ba việt nam có các lợi thế về vị trí địa lý điều kiện tự nhiên thuận lợi để tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ hà lan nhiều kinh nghiệm và đóng góp về bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu có nhiều sản phẩm nông nghiệp có thể đáp ứng các tiêu chuẩn về hà lan cũng như lợi thế trong phát triển du lịch trong đó có du lịch hà lan với đường bờ biển dài hệ sinh thái đa dạng để Việt Nam phát huy nội lực và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về Hà Lan, Thủ tướng đề nghị cần thực hiện 5 thúc đẩy, gồm thúc đẩy hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm, thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hiệp định, bản ghi nhớ hợp tác, các thỏa thuận công nhận và thừa nhận lẫn nhau về chứng nhận Hà Lan, thúc đẩy các đối tác khu vực quốc tế đến đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, thúc đẩy quảng bá, xúc tiến sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu Hà Lan Việt Nam và mở cửa các thị trường, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác trao đổi văn hóa, tăng cường hiểu biết giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Phát biểu tại phiên toàn thể hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh Việt Nam có nền tảng vững chắc về khoa học và công nghệ để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm Hà Lan chất lượng cao, cam kết tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế để đẩy mạnh tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng cao năng lực chứng nhận Hà Lan của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế. Tại hội nghị, các đại biểu trong nước và quốc tế đánh giá cao các tiềm năng, thế mạnh và chiến lược của Việt Nam trong việc tích cực tham gia vào thị trường Hà Lan toàn cầu. Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã chứng kiến giới thiệu Trung tâm chứng nhận Hà Lan Quốc gia Việt Nam, Bộ tiêu chuẩn Hà Lan Việt Nam, lễ ra mắt góc Hà Lan trên báo Thế giới và Việt Nam và lễ trao năm văn kiện hợp tác giữa Trung tâm chứng nhận GCC, Cơ quan Hà Lan Hàn Quốc, Trung tâm chứng nhận Hà Lan Châu Âu, Học viện Hà Lan thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn GAE của Malaysia và Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh với các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam về tiêu chuẩn và Hà Lan.